Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Vậy lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Đức muốn xây dựng sư đoàn thiện chiến nhất NATO. Tư lệnh lục quân Đức khẳng định nước này sẽ có sư đoàn lục quân được trang bị tốt nhất trong số các thành viên NATO trong 2 năm tới. Tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu này vào năm 2025. Tướng Anton Mann, tư lệnh lục quân Đức, ngày 17 tháng 7 tuyên bố. Tướng Mann cho biết sư đoàn này ban đầu sẽ được biên chế từ 80 đến 90% nhân sự cần thiết và kế hoạch đã được nhất trí với NATO. Đức hiện không có bất cứ sư đoàn sẵn sàng chiến đấu nào, vốn yêu cầu quy mô hơn 20.000 quân. Quân đội Đức muốn xây dựng 3 sư đoàn như vậy, trong đó có đơn vị thứ hai sẽ sẵn sàng làm nhiệm vụ vào năm 2027, 2 năm sau khi sư đoàn đầu tiên hoạt động. Theo tướng Mais, Đức sẽ điều động 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới cho sư đoàn mới, sau đó bổ sung 1 lữ đoàn trang bị nhẹ hơn. Ngoài ra, sư đoàn này sẽ có 1 lữ đoàn của quân đội Hà Lan, mỗi lữ đoàn có khoảng 5.000 quân. Điều này sẽ giúp xây dựng sư đoàn được trang bị tốt nhất trong số tất cả các thành viên NATO tại châu Âu vào năm 2025. Tướng Mais khẳng định, ít nhất đây là mục tiêu chung của chúng tôi đối với các đối tác Hà Lan. Tướng Mais cho biết, việc trang bị đầy đủ cho sư đoàn thứ hai của Đức phụ thuộc rất nhiều vào các khoản chi từ quỹ dành cho cải tổ quân đội trị giá 107 tỷ USD. Giới chức Đức thông qua khoản ngân sách trên hồi tháng 5 năm 2022, song nỗ lực cải tổ quân đội của nước này chưa đạt được bước tiến đáng kể. Sư đoàn đánh giá là cấp đơn vị lục quân cần thiết để tham gia xung đột với các đối thủ ngang hàng. Quân đội châu Âu từng từ bỏ mô hình sư đoàn, chuyển sang xây dựng các lữ đoàn tinh gọn hơn nhằm đối phó với những xung đột quy mô nhỏ hơn ở Iraq và Afghanistan. Sau nhiều thập kỷ bị quên lãng, mô hình sư đoàn đang được các nước phương Tây gấp rút tái xây dựng và trang bị chiến sự Ukraine cho thấy một cuộc xung đột quy mô lớn vẫn có thể nổ ra ở châu Âu. Tướng Mais cho biết Đức có tham vọng cung cấp đủ đạn cho đơn vị cấp sư đoàn vào năm 2025. Trong bối cảnh các nước phương Tây đang viện trợ lượng lớn đạn pháo cho Ukraine, khiến nguồn dự trữ của họ càng nghiêm trọng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Khi gấp rút chuyển đạn tới Ukraine, chúng tôi không còn sẵn dự trữ tới khi có đơn đặt hàng mới, tướng Mais giải thích. Chúng tôi không thể mua đạn tại cửa hàng đồ tự chế, trong khi năng lực sản xuất bị thu hẹp trong 30 năm qua. Tướng Mais nhận định đây là vấn đề mà tất cả thành viên NATO đều đối mặt. Tuy nhiên, hỗ trợ Ukraine lúc này quan trọng hơn thành lập một sư đoàn. Đây là điều Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh, ông nói. Bản tin tiếp theo, gió đảo chiều trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Từ chỗ e dè trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine, châu Âu giờ đây cho thấy họ muốn Kiev giành chiến thắng đến mức nào, trong khi Mỹ tỏ ra thận trọng. Hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước đã hé lộ bước thay đổi lớn trong liên minh xuyên đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu. Các quốc gia châu Âu từng được coi là ít kiên định hơn trong nỗ lực ủng hộ Ukraine và dễ bị tổn thương hơn trước áp lực từ Nga, đang ngày càng trở nên quyết tâm trong nỗ lực giúp Kiev giành thắng lợi trước Moscow. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, bên viện trợ lớn nhất cho Ukraine, lại trở nên thận trọng hơn, bị hạn chế hành động bởi tình hình chính trị trong nước và mối lo ngại phải đối đầu trực diện với Nga. Tại châu Âu, chia rẽ trong khu vực về viện trợ cho Ukraine đã giảm đáng kể, khi các quốc gia trước đây được coi là mềm mỏng với Nga như Pháp, Italy, Tây Ban Nha hay Đức, đều đang xích lại gần hơn với những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất như Ba Lan, các nước vùng Baltic và Bắc Âu. Quá trình này phải mất một thời gian, nhưng sau đó hiệu ứng mới ngấm dần. Rất nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có cả Đức, hiểu rằng họ phải giúp Ukraine chiến thắng Nga nếu muốn bảo vệ an ninh của chính mình. Reinhard Bütikofer, khác biệt giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong lập trường với Ukraine ngày ngày càng rõ rệt trong hàng loạt vấn đề, từ triển vọng gia nhập NATO cho đến việc hỗ trợ những khí tài mà Kiev cần cho cuộc phản công hay mong muốn về một giải pháp hòa bình với Điện Kremlin trong thời gian tới. Thông điệp được Tổng thống Biden liên tục đưa ra là sự thống nhất của liên minh luôn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng vấn đề bây giờ là chính quyền Biden đang tụt hậu so với châu Âu và chính họ đang gây rắc rối cho mối đoàn kết trong khối. Vladimir Dybkai, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan bình luận. Mỹ vẫn là bên ủng hộ lớn nhất của Ukraine
và Tổng thống Biden đã nhắc lại tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva rằng cam kết của Washington sẽ không lung lay. Cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tham gia vào một ván cược tồi khi nghi ngờ sức mạnh đoàn kết của phương Tây. Nhưng những luồng gió chính trị đang đảo chiều ở hai bờ Đại Tây Dương, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ngày càng nhiều thành viên đảng Cộng Hòa tìm cách lôi kéo cử tri bằng thông điệp sẽ chấm dứt mọi biện pháp hỗ trợ dành cho Ukraine để ưu tiên giải quyết các vấn đề của Mỹ. Vai trò của Washington với xung đột Ukraine nhiều khả năng sẽ trở thành chủ đề lớn trong các cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ năm tới. Hồi giữa tuần trước, đề xuất ngừng mọi hỗ trợ an ninh cho Ukraine đã nhận được 70 phiếu từ các nghị sĩ Cộng Hòa, tương đương gần 1/3 tổng số thành viên hạ viện của đảng này. Việc châu Âu ngày càng kiên định ủng hộ Ukraine cho thấy một thực tế là cuối cùng thì địa lý cũng đóng vai trò quan trọng. Mỹ ở rất xa và có thể chung sống với một thỏa hiệp mà người châu Âu sẽ phải đấu tranh nhiều hơn nữa mới chấp nhận được. Bản tin kế tiếp, Libya giải cứu hàng chục người di cư bị bỏ lại trên sa mạc. Libya giải cứu ít nhất 80 người di cư tại sa mạc ở vùng biên giới trong tình trạng không có thức ăn, nước uống, cáo buộc Tunisia đã bỏ họ lại nơi đây. Nhóm người di cư được tìm thấy hôm 16 tháng 7 tại khu vực không có người ở gần Al-Hassan, thị trấn biên giới Tunisia-Libya, cách thủ đô Djibouti của Libya khoảng 150 km về phía tây. Họ kiệt sức và mất nước, ngồi hoặc nằm trên cát, dùng những bụi cây che chắn cái nóng mùa hè thiêu đốt lên tới 40 độ C. Các đặc vụ biên phòng Libya đã cho họ nước uống và đưa đến nơi trú ẩn. Trong video được chia sẻ trên Facebook của đơn vị Libya đang tuần tra biên giới, có thể nghe một sĩ quan nói: "Mọi người thấy họ không? Thật đáng buồn. Họ bị trục xuất khỏi Tunisia đến Libya." Chúng tôi tìm thấy một nhóm khác có trẻ em và phụ nữ. Sĩ quan này nói thêm, chỉ về phía biên giới Tunisia cách đó vài trăm mét. Một người đàn ông được giải cứu nói rằng, cảnh sát Tunisia đã trục xuất chúng tôi đến Libya. Nếu không có sự giúp đỡ từ lực lượng biên phòng Libya, chúng tôi sẽ chết trong sa mạc. Tôi muốn trở về Tunisia với vợ con, người này cho hay. Chính quyền Tunisia chưa lên tiếng về thông tin. Theo AFP, hàng trăm người từ các quốc gia châu Phi cận Sahara đã bị đưa đến sa mạc và khu vực khắc nghiệt giáp Libya, Algeria sau tình trạng bất ổn chủng tộc vào đầu tháng 7 tại Sfax, thành phố lớn thứ hai của Tunisia. Căng thẳng bắt nguồn từ việc một người đàn ông Tunisia bị giết trong xung đột giữa dân địa phương và người di cư. Cả Sfax là điểm khởi hành của nhiều người di cư từ các quốc gia nghèo khó và bị bạo lực tàn phá. Họ tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu bằng cách vượt qua địa Trung Hải đầy nguy hiểm, thường là trên những chiếc thuyền tạm bợ. Các nhóm nhân quyền Tunisia cuối tuần qua nói rằng khoảng 100 đến 150 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị mắc kẹt ở biên giới với Libya. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Tunisia cho biết họ đã cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 600 người. Họ được đưa đến khu quân sự hóa Ras Jadir phía bắc Al-Assan trên bờ biển địa Trung Hải sau ngày 3 tháng 7. Ở Tây Tunisia, gần biên giới Algeria, khoảng 165 người bị bỏ rơi gần biên giới với Algeria đã được phát hiện. Diễn đàn Tunisia về các quyền kinh tế và xã hội FTDES cho hay, song không nói rõ ai bỏ rơi họ. Phát ngôn viên FTDES Roman Ben Amor cho biết người di cư ở biên giới Algeria có thể chết nếu họ không được cấp cứu và cung cấp nơi trú ẩn ngay lập tức. Đồng thời lưu ý thi thể hai người đã được tìm thấy. Dưới áp lực của các cơ quan nhân đạo, Tổng thống Tunisia Kais Saied tuần trước lệnh cho Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Tunisia mang viện trợ cho người di cư. Ông Saied hồi đầu năm nay bị cho là châm ngòi cho các sự cố phân biệt chủng tộc khi chỉ trích người châu Phi da màu quá cảnh qua Tunisia để tới châu Âu. Tunisia nằm ở khu vực Tây Bắc châu Phi, có dân số hơn 11 triệu người. Họ duy trì quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với một số nước châu Âu, đặc biệt là với Pháp, Italy do gần gũi về địa lý. Bản tin thứ tư, Trung Quốc triển khai số chiến hạm kỷ lục quanh Đài Loan. Quân đội Trung Quốc triển khai 16 tàu chiến quanh đảo Đài Loan trong cuối tuần qua, số lượng đông đảo nhất từng được ghi nhận trong một ngày. Global Times, tờ báo thuộc FIFO Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 16 tháng 7 cho biết, quân đội nước này gần đây tăng quy mô hoạt động của tàu chiến quanh đảo Đài Loan, phá kỷ lục về số chiến hạm được triển khai trong các cuộc diễn tập ở khu vực.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng thông báo phát hiện 16 tàu hải quân và 15 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động quanh quần đảo trong sáng 15 tháng 7. Đợt triển khai tàu quân sự lớn nhất của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo trong một ngày. Thông thường, Trung Quốc đều trung bình 4 tàu chiến hoạt động quanh đảo Đài Loan mỗi ngày. Khi Trung Quốc tiến hành đợt tập trận quy mô lớn sau chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022 của bà Nancy Pelosi, người giữ chức chủ tịch Hạ viện Mỹ thời điểm đó, số tàu chiến cao nhất được triển khai trong một ngày là 14 chiếc, theo Taiwan News. Trong đợt tập trận liên hợp lợi kiếm vào tháng 4 của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo, số tàu chiến tham gia cao nhất trong một ngày cũng là 14 chiếc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết lực lượng của hòn đảo đã theo dõi tình huống và triển khai máy bay, tàu quân sự, hệ thống tên lửa phòng không để phản ứng với các hoạt động đó. Có ít nhất 3 máy bay quân sự Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không ADIZ phía tây nam hòn đảo. Trong đó có một máy bay săn ngầm Y-8 và hai tiêm kích đa nhiệm J-16. Trong nửa đầu tháng 7, Trung Quốc có 239 lần triển khai máy bay quân sự và 94 lần triển khai tàu hải quân áp sát đảo Đài Loan. Theo Global Times, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA trong giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 huy động 9 tàu chiến áp sát hòn đảo mỗi ngày. Các tàu chiến phối hợp diễn tập cùng tiêm kích, quan tật cơ, máy bay không người lái và máy bay tác chiến đặc biệt. Tống Trung Bình, học giả quân sự Trung Quốc nhận định, đội hình tàu chiến diễn tập gần hòn đảo có thể có sự tham gia của nhóm tàu chiến đổ bộ dẫn đầu bởi chiếc Thai 075 Quảng Tây. Đây là tàu sân bay trực thăng cỡ lớn của Trung Quốc, có lượng dạng nước 40.000 tấn, chở theo khoảng 30 trực thăng tấn công, 1.000 lính thủy đánh bộ, xe tăng, thiết giáp và tàu đổ bộ đệm khí. Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào tháng 6, nhóm tàu tác chiến đổ bộ đã di chuyển từ biển Hoa Đông ra khu vực Tây Thái Bình Dương. Chiếc Thai 075 Quảng Tây khi đó đi cùng khu trục hạm Thai 052D bao đầu, hộ vệ hạm Thai 054 An Dương và tiếp vận hạm Thai 903A Sao Hồ. Quan hệ hai bờ eo biển đang gia tăng căng thẳng vài năm qua sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử lãnh đạo Đài Loan và không ngừng tăng khả năng phòng vệ cho hòn đảo cũng như không ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc. Bắc Kinh cũng phản ứng gay gắt với những lần giới chức Mỹ thể hiện ủng hộ với chính quyền bà Thái, cũng như các hội đồng vũ khí giữa Washington và Đài Loan thời gian qua. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin hay và thú vị hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Trump nêu cách dừng xung đột Ukraine trong 24 giờ. Donald Trump tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ thuyết phục và gây sức ép với lãnh đạo Nga, Ukraine để chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng, dừng lại, ông cần phải thiết lập một thỏa thuận. Với ông Putin, tôi nói, nếu ông không tham gia thỏa thuận, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine rất nhiều, nhiều chưa từng thấy nếu buộc phải làm vậy. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời Fox News ngày 16 tháng 7 khi được đề nghị nêu cách chấm dứt xung đột Ukraine. Trump nói ông hiểu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và còn hiểu Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều hơn, cũng như có quan hệ rất tốt với cả hai lãnh đạo này. Theo Trump, bằng cách này, ông sẽ hoàn tất thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ, chỉ một ngày. Ông cho biết thêm. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Joe Biden không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không đủ năng lực để ứng biến với các lãnh đạo khác trên thế giới. Giới chức Nga, Ukraine chưa bình luận về thông tin. Trump từng nhiều lần công khai tuyên bố, nếu là Tổng thống Mỹ, ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ, nhưng chưa từng nêu biện pháp cụ thể. Ông đang là ứng viên dẫn đầu của đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Tổng thống Zelensky ngày 10 tháng 7 phản bác tuyên bố của ông Trump cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ từng có 24 giờ như vậy khi còn nắm quyền, nhưng lại dành thời gian cho những ưu tiên khác. Ông Zelensky cũng cho rằng, cựu Tổng thống Trump không thể ép Ukraine phải chấp nhận thỏa hiệp với Nga để đổi lấy hòa bình. Ông Zelensky tháng 11 năm 2022 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó yêu cầu quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine. Kiev vẫn giữ quan điểm này khi đề cập khả năng tham gia các cuộc thảo luận về chấm dứt chiến sự với Moscow, vốn đã đình trệ từ cuối tháng 3 năm ngoái. Nga tuyên bố đầy ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải công nhận thực tế mới trên thực địa, đề cập đến việc Moscow sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong tương lai và trong thời gian sắp tới sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ các khán giả khác nữa nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha.